cây này giá vừa. Dạ 4 triệu. Nhưng mà tôi cũng có quay phim vô đây. Có hôm trước mà ông còn quay sớm sớm nữa là nhiều cây nó đẹp nữa. Cuối ngày quay phim là hết cây rồi. Thì mấy bữa lạnh đâu có đi được. Ở đây quay nắng như vậy không đi được nữa. Quay giùm tôi chút xíu em. Dạ. Tôi nắm lại sáng được cái chỗ này là. Quay luôn không? Không? Quay luôn. Để tôi để rồi. Sao thì giờ chỗ. Đó, biết đâu. Quay không được tham dự được nữa, khó là nữa đấy.
Thank you.